Xin chào tất cả mọi người. Đây thì vẫn là cái chuồng chim cũ, vẫn là những chú chim cũ, nhưng mà hôm nay lại làm một clip hết sức là đặc biệt anh em ạ. Đó là clip tắm cho chim. Đấy. Ngay là các anh em là muốn xem rồi đúng không? Đây là một cái mình chuẩn bị một chậu nước để mang vào cho chim tắm này. Lát nữa thì mình sẽ giải thích cái tại sao là mình phải tắm cho chim anh em nhé. Tại vì cái việc mà mỗi cái loài động vật thì nó sẽ có cái sở thích khác nhau á. Thì riêng đối với cái loài chim, loài lông vũ mà, thì nó rất là thích tắm. Đặc biệt là những cái chú chim mà còn non á, thì mình mỗi tuần ví dụ là mình cho tắm một lần đi, thì nó sẽ ngoài cái việc mà chiều theo cái sở thích của nó, thì nó cũng giúp được cho cái quá trình phát triển của chim anh em ạ. Chim này ở trại mình thì clip trước thì mình cũng có thông tin là mình cũng mới nhập từ Thái về một cơ số cặp. Tại vì cái dịch bệnh như này mình cũng rất là hạn chế cái việc mà nhập về đấy. Thì đây, chim là bắt đầu tắm anh em ạ. Khi mà thấy nước là nó sẽ nhào xuống nó tắm liền anh em nhé. Cái nước này thì mình phải chuẩn bị là nước phải thật sạch nhé. Đấy anh em thấy không? Nhào vô chậu nước tắm liền. Và cái việc cho chim tắm này thì tắm chung, tắm tập thể này thì mình chỉ áp dụng khi mà mình nuôi quần thể và trong cái quá trình mình nuôi chim non để trước khi mình tách để trở thành chim sinh sản thôi anh em nhé. Còn khi mà chim đã nhốt riêng thì mình không có áp dụng tắm như này nữa. Thì bây giờ mình sẽ thông tin luôn là tại sao mình phải tắm cho chim như thế này. Tại vì anh em cũng hiểu đơn giản ấy. Khi mà mình cho chim tắm này này thì nó sẽ thứ nhất là chim nó sẽ rửa được những bớt được một số những cái vi khuẩn, còn ví dụ là có những con nào mà nó tồn tại trên lông đấy thì nó sẽ được gột rửa. Với lại là mình chiều theo cái sở thích của các loại chim này. Và tiếp theo nữa là khi mà chim nó tắm này này thì cái lông của nó rất là mượt luôn anh em ạ. Chim nó mượt lắm. Các anh em có thể thấy là khi mà mình để cái chậu nước vào đấy, hầu như tất cả con đều bay xuống nó tắm. Và anh em cũng lưu ý một cái hết sức quan trọng luôn. Đó là cái khoảng thời gian tắm cho chim. Đó là mình tắm vào lúc nào. Tại vì không phải là anh em muốn cho chim tắm lúc nào cũng được đâu nhá. Nhiều khi là mình sai thời điểm thì nó dẫn đến một cái kết cục nó đâu có tốt đâu. Đúng không anh em? Sai thời điểm là rất khổ luôn. Nên anh em cũng hiểu là mình phải có một khoảng thời gian cho chim tắm làm sao nó hợp lý. Đấy, thì mình thông tin luôn. Cái khoảng thời gian tắm cho chim là tầm khoảng vào đầu giờ chiều anh em ạ. Nhiệt độ không nóng quá và cũng không lạnh quá anh em nhé. Tại vì khi mà mình cho chim tắm ở trong chậu nước này thì lát nữa nó sẽ phải phơi nắng. Phơi nắng cho lông của nó khô đi anh em. Anh em nào nuôi mới đầu nuôi thì cứ thử nghiệm cho nó tắm đi. Anh em để ý khi mà mình cho nó tắm xong á thì khoảng một thời gian sau anh em có thấy là cái chim của nó, à cái lông của con chim á nó mượt hơn không? Nếu mà anh em nào mà để ý kỹ á thì thấy cái lông của nó, cái lông của nó rất là mượt và nó óng nữa. Ngoài cái việc mượt thì cái việc tắm này á thì nó cũng khiến cho cái bầy chim của mình nó trông rất là đẹp hơn rất là nhiều. Thì mình cũng giải thích luôn là tại sao phải tắm cho chim, những cái lứa chim non. Tại vì tắm cho chim non thì được, nhưng mà tắm cho những cái lứa bồ câu mà đang sinh sản thì không được anh em nhé. Anh em biết làm sao không? Tại vì khi mà mình tắm cho những cái lứa chim mà đang sinh sản á, tại vì khi mà sinh sản là nó đang đẻ trứng mà, anh em mà để dính nước vào á, dính nước vào những cái quả trứng mà nó chim nó đang ấp hoặc là nó vừa đẻ xong á thì nó bị úng, nó bị hư, nó không có nở được nữa. Nên mình chỉ tắm cho chim trước khi mình ghép để trở thành chim sinh sản thôi anh em ạ.
Có nghĩa là chim mà mình nuôi làm giống khoảng trên 40 ngày anh em ạ, trên 40 ngày là bắt đầu mình có thể cho nó tắm rồi. Tắm sớm quá không được anh em ạ. Tại vì chim mà khoảng trên 30 ngày ấy thì lúc đó nó mới đủ lớn ấy, nó mới đủ lớn để có thể nó tách ra khỏi, khi mà chim bồ câu nó tách ra khỏi bố mẹ khoảng 30 ngày mình tách rồi, thì lúc đó thì cái độ cứng cáp của nó thì nó mới chịu đựng được. Còn đối với những cái loại chim mà bé quá, ví dụ là mười mấy ngày tuổi hoặc 20 ngày tuổi thì mình cũng không nên tắm. Tại vì trong cái quá trình tắm này này, nếu mà chim mà nó yếu ớt quá thì nó cũng dễ dàng cho cái việc là những cái loại vi khuẩn khác nó xâm nhập anh em ạ. Nên anh em cũng hết sức là xem cái thời điểm mình tắm cho chim nhá. Đây, anh em xem luôn là những con nào mà nó tắm xong là nó, thứ nhất là nó có thể nó bay lên cao này, hai là nó phơi nắng ở bên dưới anh em ạ. Anh em có thể thấy là những cặp chim bồ câu thái siêu thịt ở trại mình lông rất mượt này anh em này. Mình nhìn là mình rất thích luôn. Mình cũng đi một số trại của anh em khác rồi. Những các loại bồ câu khác anh em nuôi như là bồ câu ta hay là bồ câu gì đấy, nhưng mình nhìn mình không thích lắm. Mình khi mà mình về trại của mình thấy thích cực kỳ luôn. Cái chất lượng chim bồ câu Titan thái siêu thịt ở trại mình thì mình cũng làm rất nhiều clip rồi về cái chất lượng của nó, cũng như là cái nguồn giống mình nhập ở đâu về luôn anh em ạ. Chứ không phải là mình nhập những cái giống không chất lượng đâu. Những cái giống ở mình là được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng luôn. Đây là những cái cặp chim trưởng thành đây anh em này. Hầu như là đang nuôi con hết rồi. Đang trong quá trình nuôi con hết. Đây là những cặp bồ câu ra ràng thì tầm khoảng mười mấy ngày anh em này. Chim này những cặp là lông nó vẫn chưa mọc đầy đủ. Khi mà anh em để ý nhá, khi mà nó mọc lông đầy đủ thì tầm khoảng 30 ngày anh em ạ. Còn những cặp nào mà nó chịu ấp á, thì mình sẽ để trứng cho nó ấp. Còn những cặp nào mà mình để ý mà nó không ấp á, thì mình sẽ đem vào máy ấp trứng cho ấp hết. Và anh em cũng lưu ý luôn, đó là khi mà cho những cặp nào mà nó ấp á, thì anh em cũng để cái miếng lót ấy. Để theo thứ nhất là nó cái lồng của nó êm. Thứ hai là trứng nó không có lăn đi lăn lại. Và thứ ba nó là nó có một cái độ ấm, khi mà con chim nó chim nó ấp á, nó nằm lên đó thì nó cảm thấy nó thoải mái hơn, nó thuận tiện trong cái quá trình sinh trưởng và phát triển của nó. Ở trại mình là mỗi ngày mình đều lượn quanh một vòng xem là cái chuồng nào mà có trứng mới đẻ thì mình cũng mang đi để cho vào lồng ấp. Anh em thấy luôn là những bồ câu, cặp bồ câu ra ràng này rất là chất lượng. Này là tầm khoảng trên 5 lạng hết rồi anh em ạ. Có loại chim bồ câu ra ràng này thì mình tiêu thụ ở nhà hàng. Những con nào nó muốn tắm thì nó vẫn tiếp tục tắm anh em ạ. Mình nhìn thấy cảnh này mình thích lắm. Cái thời kỳ dịch bệnh mà bên hôm nay là ngày đã là gần đến 15 ngày cách ly xã hội rồi. Thì mình cũng thường xuyên ở nhà, rồi mình cũng ra chuồng trại thăm chim của mình xem nó như thế nào. Tại vì khi mà chăn nuôi này anh em này thì mình cũng phải quan sát rất là kỹ, xem cái con giống của mình nó có cái vấn đề gì hay không, hoặc nó ăn nhiều hay ăn ít. Và đặc biệt đó là nó đi phân có ướt hay là phân khô. Nếu mà phân ướt thì mình cũng phải tìm cách để trị cho chim. Và máy ấp trứng nữa anh em ạ. Vì nhiều anh em khi mà nhập máy ấp trứng về mua về, anh em không để ý nó có đảo tự động không nhá. Máy ấp trứng là phải đảo anh em ạ. Máy ấp trứng mà không đảo là trứng nó sẽ bị hư anh em nhá. Khi mà mình mua máy ấp trứng thì cái hướng dẫn sử dụng thì nó ghi ở đấy là khoảng 1 tiếng máy nó đảo một lần. Thì anh em khi mà mua về, anh em cũng kiểm tra luôn là nó có đảo hay không. Nếu mà nó không đảo thì mình cũng phải cài đặt lại anh em nhé. Đây là một cái con chim vừa nở luôn anh em, vừa nở luôn. Đấy, thì mình sẽ mang những con chim vừa nở này vào ghép cho một cặp bố mẹ nuôi. Mình cũng mang cái quả trứng trứng vừa nở mang để vào trong luôn anh em ạ. Đấy, mình để vào cho cặp này nó nuôi hết sức bình thường. Những cái loại chim
những cặp chim ở trại mình là nó tương đối là dễ chịu anh em ạ. Chim bồ câu Thái dễ chịu trong cái việc mà nuôi lắm. Nên mà khi mình bắt từ cái máy ấp trứng ra thì nó cũng nuôi hết sức là vô tư luôn. Mình không biết là niềm vui của anh em như nào, nhưng mà niềm vui của mình là đi dạo quanh một vòng ở trại, mình cảm thấy rất là thích thú luôn. Đấy, nhìn những cặp chim này là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Dạo gần đây thì mình hay làm clip cho anh em, khoảng trung bình một tuần thì mình cũng ra khoảng 3 clip. Thì cái việc mà làm clip này thì nó cũng tốn khá là nhiều thời gian cũng như máy móc của mình. Và anh em xem clip nào mà anh em cảm thấy mà nó bổ ích hoặc nó có chứa được nhiều thông tin thì anh em cho mình một like và cũng như là cho mình một subscribe nhé, đăng ký kênh của mình để tiếp nhận thêm những cái video mình sắp làm sắp tới. Và ngoài ra là có những cái chương trình mà phát bồ câu hay là một cái chương trình nào đó cho hỗ trợ những anh em nuôi bồ câu ấy thì mình cũng sẽ thông tin ở trên này luôn. Anh em đăng ký kênh của mình để theo dõi nhé. Clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây nhé.